Xin chào cô chú các bạn. Hôm nay con ăn cút chiên. Đây là canh mồng tơi. Mời cô chú và các bạn theo dõi cô chú. Mời cô chú và các bạn ăn nha. Trứng nó không heo wow. Mới tới cúc chi hấp canh cho con. Cái cơm dính muỗng lên mà. Thank you.
gì? Cắn cho tôi lưỡi. Ngon hiếu. Ngon. À, nó nóng như tầng. Nhưng mà trời chơi gì không có hai mẹ thì thank you.
em yêu Goretti. Goretti rất dễ thương. Em yêu Goretti. Hai bé con chú dê nhau. Ôi giời dù. Mấy con bệnh thông cảm cho con. Con bệnh thông cảm cho con đó. Con đúng mà lắm mà em thua con. Về lanh nồi thăm thêm được cháu thi vỗ ăn con. Ăn con thời gian con. Việt Nam
nói là miệng dính tùm lum rồi. Cái miệng dính tùm lum rồi. Ăn cái gì? Còn con thì cô gái mẹ dính tùm lum đâu. Ba cô chú và các bạn, cô chú và các bạn nhớ like, share, ký kênh của con nha. Ba cô chú và các bạn.